sắp tới bản cập nhật cuối cùng của 19.5 rồi, có ai còn đang leo rank không đấy? Mình là mình không leo nữa đâu, chỉ đi sưu tập chọn bộ tướng 5 vàng 3 sao như mọi mùa trước thôi. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Video trước nữa thì chúng ta đã có 3 con tướng 5 vàng 3 sao là Gangplank, Aatrox và Hammer rồi. Thế thì video này mình sẽ ghi thêm tên của những con còn lại nhé. Đặc biệt thì trận này mình sẽ sử dụng chiếc lõi kẻ trộm vặt. Sau khi đổi lại cửa hàng lần đầu mỗi vòng đấu, nhận tướng có giá tiền cao nhất miễn phí. Đây chính là cái lõi đã giúp mình dễ dàng có được 5 vàng 3 sao hơn. Không tin thì các bạn cứ xem đến cuối video nhé. Cổng dịch chuyển hôm nay là một thành phố lạnh giá, Ferozot, Lozen của On. Legend vẫn được chọn để tìm kiếm 5 vàng 3 sao không ai khác ngoài 8 Ken. Đồ khởi đầu sau 3 rau quái là một giáp, một nước mắt và một bếp. Lõi công nghệ vàng xuất hiện, nhà tài phiệt chắc chắn sẽ được chọn. Còn hai cái lõi kia mình roll chỉ là thủ tục thôi. Có form bài 3 Noxus và Orianna 2, nên là mình sẽ đánh chuỗi thắng bằng cách lắp luôn Soji cho Ori cầm và chỉ tích 10 tiền ở round đầu. Đối thủ đầu tiên khá là dễ chơi khi mà chỉ cho toàn tướng thách đấu 1 sao trên sân. Noxus cùng với lượng giáp tạo ra từ Orianna dễ dàng giúp mình có được chiến thắng. Đối thủ thứ hai cũng y hệt, cho toàn thách đấu vào sân mà lại còn dở hơn cái ông vừa rồi, là bài toàn tay ngắn. Cả team cứ dí đa vào Swain team mình, còn Orianna thì cứ liên tục búp Swain hóa quỷ, cộng với lớp giáp được búp thêm gần như là bất tử. Chiến thắng thứ hai đã có và mình tối ưu nó bằng việc là bán luôn Samira 1 để tích 20 tiền. Tiếp tục là một nhà dễ chơi, cống thêm tiền cho bài mình bằng một trận thắng. Nhà họ chỉ có 3 Demacia kẹp Naafiri, kêu không cuồng đao, không level 6 là rất ít đam. Swain team mình vẫn làm tốt nhiệm vụ câu kéo để phía sau cứ thêm một trưởng. Đang đánh win mà muốn tối ưu đồ ở nhà luôn thì chỉ có lấy về cho mình cái kháng phép là phù hợp nhất. Nói thế cho sang mồm chứ thật ra là ở tít trên cao, muốn lấy đồ khác cũng không được. Lắp luôn cho em Swain chiếc thú tượng để một mình một ngựa đứng tanh phía trên. Map đã rơi ra đồ rèm của On, mình mở nó ra và quyết định chọn thần búa tiến công để tiếp tục đánh chuỗi thắng. Trước đấy thì mình cũng đã up luôn level 5 và cho Soraka nhặt được trả vào sân rồi. Đối thủ mình gặp ở 2.5 cũng đang đép vào một con Swain 3 đồ, nhưng mà có vẻ chiếc ấn của ông này mở ra không được vừa ý cho lắm. Swain can trường, nhưng mà trên sân cũng không kích được thêm tướng can trường nào cho nó. Áp đảo về chết và lượng đam gây ra là rõ cho nắng, nên mình dễ dàng có được chiến thắng thứ tư để thắp lửa lên. Đối thủ thậm chí còn không giết được con Swain vì độ trâu lì của nó. Ôi rồi, hoàn thành nốt chuỗi thắng 5 trước một nhà cũng lấy lõi nhà tài phiệt và đang eco trắng, chỉ để một chết trên sân. Một giáp là đồ duy nhất rơi ra cho mình sau khi đập đá. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là những hòm đồ nhỏ rơi ra rất nhiều tướng, trong đấy có Swain giúp mình lên 2 để hóa quỷ cho con tướng này. Nãy giờ Swain một mà đép cỡ đấy thì Swain 2 cỡ nào nữa đúng không các bạn? Bạn mình tin rồi. 3.1 Cassiopeia thấy Swain lên 2 cũng ba rồi lên 2 nốt. Naafiri bắt về từ cửa hàng mình cho vào để kích hai hệ thay tạm cho Soraka. Sức mạnh là vừa đủ để thắng tiếp nên hoàn toàn không cần phải áp cấp. Giữ lại 73 tiền ở round này, biết đâu round sau đưa ra khuyến mãi kinh nghiệm thì lại ngon. Úi giời, dễ. Nhà mình gặp cũng đang đép bằng một form khá tương tự, tuy nhiên là họ không có 2 sao, đồ cũng không lắp nốt. Đánh thì cứ tự tin lên các bạn ơi, lắp được đồ gì thì cứ lắp, đừng lo lắng quá là được. Không có bất ngờ nào khi mà chiếc lõi xuất hiện ở vòng 3.2 là một cái lõi vàng. Không cần lắm cường hóa siêu công nghệ vì hiện tại đang khá là ít tướng cầm đồ. Trang bị Pandora thì mình lắp hết sửa đồ rồi còn đâu. Hai cái lõi này mình roll trước, giữ lại lõi tiền của Tam Ken. Ấy thế mà nó cho mình chiếc lõi có tên kẻ trộm vặt. Kiểu này là muốn cho mình tìm nhiều năm tiền 3 sao đi mà. Lấy vội trộm vặt sau đấy thì mình lên level 6 với hơn 60 tiền cho Soraka vào sân. Đối thủ mình gặp lần này nhìn thì chỉ level 5 nhưng mà lại rất nhiều chết do gương lửa gạt trên người Swain, mà lại còn có thêm 3 hư không cho thêm con cá hư không nữa. Dù vậy thì không thể giúp cho ông này chiến thắng được bài đấu của mình. Orianna Soji đi cùng với combo Swain tanh cứng như này thật sự vẫn rất là bá đạo ở giai đoạn vòng 2.3 chấm. Mình xin chiến thắng thứ 7 nhé. Do chỉ mới level 6 nên là tác dụng của chiếc lõi trộm vặt chưa được tối ưu lắm. Lần này chỉ trộm cho mình được 3 tiền, nhưng mà như thế là đủ hài lòng rồi. Okay. Hài lòng hơn khi mà Naafiri tự lên 2 sao luôn để tăng thêm phần sức mạnh cho team của mình. Nãy giờ mình thắng là nhờ mình gặp toàn những cái bài đấu đa phía trước nên là không thể đục qua nổi Swain. Còn lần này thì mình gặp hẳn một ông chưa biết chơi gì nhưng mà đã level 7 kẹp luôn con Rai Ferozot. Mém tí nữa thì cắt chuỗi thắng của mình. May mà nó không có đồ nên là phải ra skill tận mấy lần mới hạ gục được dàn sau. Lúc đấy thì Swain cũng đã tràn lên và làm hết rồi. Mình vẫn giữ lại được chiến thắng trộm vía trộm vía. Có một chiếc giáp thửa ở nhà nên là mình định nhặt cái kháng phép để lắp luôn cái thú tượng đẹp băng băng lên 9, nhưng mà không, đối thủ đã nhặt mất và mình phải lấy về con sư cô đã khóc. Trộm vặt hốt cho mình được con Afe quá ngon luôn, up luôn level 7 cho Afe vừa trộm được vào sân để tích Targon. Sư cô nhặt được ở chợ thì mình cũng thay nốt Orianna để tăng thêm lượng đam thay vì là cứ đánh mặc tanh. Đối thủ mình gặp ở round này mới chỉ level 5, ông này đánh bằng một bài đấu khá lạ khi mà định roll mấy con Suriba 1-2 tiền lên 3 sao, mà không hiểu sao con Rectum quan trọng nhất thì vẫn 1 sao. Tanh là không đủ nên đam chắc chắn là cũng không nốt vì Swain của mình quá là trâu đi.
Còn gì đẹp hơn khi mà cửa hàng xuất hiện một lúc 3 con 4 tiền để mình trộm. Trộm về ra van quá ngon, cộng thêm Asia mua được nữa. Thay nốt vào bộ đôi Targon để thêm đam cho team. Vừa mừng thì tất năng, đụng ngay phải đối thủ rất ảo ma. Ron 7 có Hammer, có Sen 2, có Achok, có Kassante. Kassante đá Swain của mình đi gây rối loạn. Xong rồi team bạn được thế lấn lên, làm cho tuyến sau phải nhận đam rồi gục ngã. Swain trâu thì trâu đấy, nhưng mà đến overtime thì ụ súng của Hammer cũng dễ dàng cái liễu đi nó. Thất bại này đã ngắt chuỗi thằng 9 dài đằng đẵng của mình. Săn 5 con sói hư hỏng, mình lấy về được một kháng phép, một cung và một găng, lắp nốt cái thú tượng cho Swain, lên luôn level 8 giữ lại 60 tiền để trộm vặt được nhiều hơn. Lúc đây hay đấy. Mình cho thêm Rek tông vào sân để kích 4 Surima. Người anh em thách đấu ngày nào giờ cũng đã ra hình ra hài với Fiora cầm đồ, nhưng mà chưa kích Demacia, chắc là ông này roll chưa kịp. Số lượng và chất lượng thì bên mình vẫn hơn đúng không? Lõi cuối cùng mình sẽ chọn nốt tiền của Tam Ken để tiến gần hơn với level 9, vì bài vẫn đang đếp ổn nhiều đồ và tướng. Đối thủ mình gặp ở round này với con kêu ba khá là chất lượng. Tuy nhiên vũ điệu tử thần đã hạn chế bớt phần nào đó sức mạnh do kêu không có đủ tốc đánh. Bù lại thì nó cũng trâu hơn, khiến cho team mình phải chật vật lắm mới thắng được. 4.3 mình tiếp tục có được chiến thắng trước một nhà thách đấu khác đang xoay bài và chưa kịp cho tướng vào sân. Đội hình lộn xộn toàn một sao nên không quá khó cho nắng. Đi chợ các đồ ngon đều bị húp hết. Ngậm ngùi mình lấy về một chiếc kháng phép nữa, chưa biết lắp gì cứ lấy về rồi tính sau. Trộm vật liên tục ở từng round, áp cấp dần ở round trước, và bây giờ thì mình cũng đã lên được level 9 với hơn 50 tiền thừa. Chưa rôn vội vì muốn để lobby sống càng lâu càng tốt, để mình tìm nhiều năm vàng 3 sao. Và thế là mình gặp cái nhà Cry sớm lúc nãy, giờ đã xoay sang AFE 2 cuồng đao. AFE bắn liên tục cộng với sức chống chịu của Seju 3 đồ, dễ dàng áp đảo bài đấu của mình. Round này chưa đau nhá. Rai là vị tướng 5 tiền được trộm đầu tiên nên là mình quyết định sẽ roll nó 3 sao vì sự cống hiến này. Nhặt thêm tiền từ lõi tiền lúc nãy chưa hết, mình roll và bắt thêm được em Belvet. Đối thủ chơi phù thủy lúc đầu giờ cũng đã roll Swain 3, tuy nhiên đam phía sau vẫn khá ít. Điều này đã giúp mình ép hết chết trên sân của họ và chỉ để thua một con khá là ngon. Hai con Ari và một Rai xuất hiện trong cửa hàng. Mình bán hết mấy tướng không cần thiết đi và bắt đầu thay 5 tiền vào. Hammer cũng xuất hiện nốt, săn 5 con chim và lấy về được một nước mắt, một gậy, một đai máu và một gói trang bị thêm phân. Blue cho Ari, Sojin cho Rai, cuồng đao và nanh Nasher cho Hammer, khăn và bùa tiến công cho Achok. Sen sẽ mang trọng trách tanh với hai thú tượng. Chưa kịp chỉnh sửa quá nhiều đội hình ở round này nên là mình đã để thua, chỉ kịp mua nốt mấy cái máy bảo vàng cho Hammer trước để round sau đào bỏ. Ron sương sương xuống còn 10 tiền thì tất cả mọi tướng 5 tiền đều lên 2 trừ Gaplank. Gặp lại nhà AFE 2 của Dao lúc nãy, họ cũng đã sắm cho mình thêm thuyền trưởng 2 sao, bảo sao mà mình Ron không ra. Tuy nhiên chất lượng tướng giữa hai bên là không cân, khi mà nhìn bài mình rõ ràng là mạnh hơn. Chiến thắng cho nắng là điều dễ hiểu, tiện thể thì mình còn hack được thêm 8 vàng nữa. Không để ý một lúc mà cái ông Hammer level 7 cắt chuỗi thắng 10 của mình đã có 7 con Kassante lúc nào không hay. Mình roll vội với số tiền có được nhưng mà không ra con Kassante nào, hơi lo. Mình đi chỉ gặp bóng của ông đấy ở round này. May thay là có nhà đã tiễn ông ý lên bảng với cái top 5 rồi. Nhặt thêm một chiếc cuồng đao cho Hammer vì đối thủ cũng đã nhặt hết 5 tiền mất tiêu rồi. Thì ra cái ông phù thủy lúc nãy không chơi thuần phù thủy mà chơi phù thủy kẹp hư không. Roll cả Taric 3 nhưng mà chưa có Belvet cầm đồ đam. Đam từ mỗi Kai'Sa là không đủ để thắng trước bài đấu của mình. Top 4 cũng đã yên vị. Mình vừa sợ đối thủ đầu hàng, vừa sợ không đủ tiền để roll nhiều 3 sao nên là vẫn roll và giữ lại 30 tiền. Lúc này bắt được 5 Sen với cả 5 Hammer rồi. Combat một lần nữa giữa bài mình và bài hư không. Sứ giả khe nứt của họ lần này đã khôn hơn, húc đúng vào chỗ carry team mình, phụ đam cho Kai'Sa kết liễu. Mình để thua round này nhưng mà như vậy sẽ làm cho trận đấu dài hơn, ok chứ nhỉ? Hơn 70 vàng tích được sau khi săn rồng ngàn tuổi. Mình vừa trộm vừa roll xuống còn 30 tiền thì bắt được Sen thứ 6, Rai thứ 5 và Ari thứ 5. Quá là hợp lý khi mà round này mình gặp nhà Demacia và để thua hai chết. Càng kéo dài thời gian càng giúp mình có cơ hội rát vàng 5 tiền. Roll mạnh thì Rai ra để có thứ 7. Cạn tiền thì mình bắt được Rai thứ 8, vì nó là vị tướng xuất hiện đầu tiên khi mình trộm vặt được, nên là ưu tiên đó bán luôn cả Ari trên hàng chờ. Round này mình chỉ gặp bóng nhà phù thủy hư không nên là easy win. Còn nhà họ thì phải dừng chân ở top 3 vì phải đối đầu với nhà Demacia. Ôi trời ơi, Rai đầu tiên mình có được là nhờ trộm vặt. Và Rai thứ 9 xuất hiện cũng là nhờ trộm vặt. Đáng trách nhà đối thủ thì quay về đã thấy Rai được trộm vào lên 3 sao. Roll tiếp bằng tiền có được thì mình bắt được Sen thứ 7, Hammer thứ 7. Mình bán đi hết những tướng không liên quan khác là Ari. Roll tiếp thì bắt được Sen thứ 8, bán luôn Sen Gangplank nhưng mà Sen 3 vẫn chưa xuất hiện. Còn Hammer thì 7 con. Rai Fertilizer 3 với đam cũng khá ổn, nhưng mà để nói toàn diện thì chưa. Tuy nhiên nó vẫn giúp mình thắng dễ dàng trước nhà Demama. Sao đó được. Vòng đi chợ đã tới và mình húp luôn em Sen cuối cùng để lên 3 sao không cần phải nghĩ. Bán luôn Achok để roll Hammer tìm kiếm Hammer 4.
vì mình đã chuẩn bị sẵn một con Poppy rồi. Chưa roll vội mà Eco 2 round và mình có xin đối thủ là đừng đầu hàng. Ông ý cũng đồng ý. Combat không có gì đáng nói ở 2 round vừa rồi nên là mình skip qua nha. Săn nốt dùng ngàn tuổi và mình có được 57 vàng. Đồ thì không phải lắp vì giờ mình chỉ cần 3 sao thôi. Mới roll 3 nháy thì mơ thứ 8 đã xuất hiện. Nhưng mà nó lạ lắm các bạn. Mình đã cố gắng bắt thêm những con tướng 5 tiền cho ra tỷ lệ nhưng mà không. Thế deck nào mà tập trung quá vừa bán vừa roll. Mình bán luôn cả con Hammer thứ 8 vừa bắt được. Thế là nó đã giận mình và không ra đủ 9 con. Mình bán cả Rai 3 để roll nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở 8 con. Không làm được con Hammer 4 cho mọi người, đúng là thất vọng. Dù vậy thì mình cũng công hiến VL rồi đúng không? Xứng đáng một like để mình có động lực làm tiếp cái series dắt vàng 5 tiền cuối mùa và để làm lại cái con Hammer 4 ở video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Bye bye!